Nghe cái tên thôi là thấy hay mời nha. Cái sốc bò này nó đúng nghĩa là nghĩa đen là như bóng, tức là sao nghĩa đen là sốc mò. Người ta gọi là sốc mò là tại sao, là bệnh này là sốc ve mò. Cái thực ra ở miền Nam, miền Bắc thì người ta gọi là con mò, trung gian dịch bệnh, cái con mà trung gian cái mang bệnh thì nó là con mò. Ở miền Nam mình gọi là con ve, thì miền Bắc người ta gọi là sốc mò, vô miền Nam mình gọi là sốc ve. Nhưng mà bản thân á, mà khi mà vô đây á, mấy thầy lớn ngày xưa á, để chỉ sốt mò nó rất là phản cảm, là bác sĩ không bệnh mà còn mò nữa thì quá. Thứ hai mà để mà sốt que, bây giờ người ta sốt que thì người ta thấy cũng càng phản cảm hơn, nghe như ve chó ve bò kỳ quá. Cuối cùng thì cũng quyết định là tôi để sốt que mò. Các bạn mới hiểu ha, là ve với mò là một, nó bị tượng. Đó là cái mặt nghĩa đen. Còn nghĩa bóng là cái gì? Sự sốt ve mò, không mò là không rời. Mò như thế nào? Xíu bạn sẽ thấy. Và sau khi các bạn đi thực tập ở tại khoa nhiễm về bệnh nhiệt đới, bạn sẽ biết các bác sĩ là mò như thế nào. Bệnh này, bệnh sốt ve mò này cực kỳ khó chẩn đoán. Nếu không nghĩ tới. Tuy nhiên, chẩn đoán là được tiền chữa thì dễ. Ở đây có rất nhiều bệnh nhân ha, rất nhiều bệnh nhân người ta bị sốt kéo dài, người ta đi khắp nơi luôn. Các bạn chờ xem. Có bệnh nhân những bệnh nhân sốt ha, các bạn nhé, sốt kéo dài, người ta sốt 1-2 tháng đúng không ạ? Ta đi khắp nơi luôn, từ Bắc vô Nam. Tới bệnh viện nào cũng là một mới xét nghiệm, sau đó là truyền thuốc cực kỳ nhiều và người ta xài kháng sinh cực mạnh nhưng mà không mất bệnh, truyền quá thì kháng sinh không mất bệnh. Cuối cùng người ta mới nghe đồn bệnh viện tới với sốt cực kỳ nặng, và bây giờ vô thì mình cũng đâu có thấy gì đâu, chẳng qua là mình làm quen rồi mình khám để phát hiện ra là cuối cùng là sốt ve mò. Và bệnh nhân chỉ uống thuốc thôi, nói bệnh nhân uống đi là thế, người ta không tin nha. Ta nói đi truyền thuốc biết bao lâu nay chẳng hết, thì mà uống mà hết. Và mình nói người ta luôn uống đúng 3 ngày là không sốt, sau 3 ngày hết sốt thì hết sốt. Sau đó cho bệnh nhân về uống đủ 7 ngày đến 10 ngày là hết được. Làm sớm cực kỳ ha. Và bạn nào mà làm nhiễm mà chữa sốt ve mò là cực kỳ dễ nổi tiếng. Cực kỳ dễ nổi tiếng và có uy tín. Cách đây bằng chừng 3 ngày, trên báo Phụ Nữ có đăng cái bài của bệnh viện Xuyên Á là bệnh viện khá nổi tiếng rồi ha, bệnh viện tư nhân khá nổi tiếng ở Chi. Thì cái tiết của bài đó là gì? Bệnh viện Xuyên Á cứu một bệnh nhân bị thương nặng, mắc bệnh lạ. Thì bệnh nhân đó là ở Tây Ninh, nhập viện Tây Ninh sốt, sau đó nặng, sau đó chuyển lên thẳng Xuyên Á luôn. Thì cuối cùng cái bệnh ra là bệnh sốt ve mò. Sau đó là chữa bệnh nhân khỏe đi về, được cảnh báo công ty tại nhiệt đới một năm nhận từ 100 mấy đến 200 ca. Không ai nói gì hết, không biết mà nổ ha, biết sao mà. Rồi sao mình vô bài ở đây là công ty thái độ. Cái này là thái độ là quan trọng nhất, là tích cực chủ động trong phòng ngừa bệnh sốt mò cho cá nhân và cộng đồng. Cái này nếu mà tắt cái câu này ra khỏi cái bài này đó, ghê lắm các bạn. Phòng ngừa sốt mò. Thì bản thân con mò ấy, nó không có tội tình gì hết. Ra con mò nó không có một cái vai trò gì hết. Nó không phải là tác nhân gây bệnh, nó cũng không phải là nguyên nhân gây bệnh luôn. Nó chỉ là một mắt xích nhỏ xíu trong quá trình bệnh thôi. Cuối cùng nó đổ tội cho nó trời. Không có gì hết. Tác nhân gây bệnh không phải là con mò thôi, nó là gì? Nó là cái cát xe, nó thuộc cái cát xe. Thì tại sao các bạn từ xưa giờ đâu có nghe khái niệm cái cát xe đúng không? Chưa đúng không? Thực ra cái cát xe là một khái niệm mới. Ngày xưa á, cái tác nhân gây bệnh sốt ve mò này, tôi gọi là Oreandria tetsubamusi á, là nó được xếp vào nguyên trùng. Sau này đối với những cái nghiên cứu hiện đại phát triển á, thì
sinh viên. Cuối cùng người ta sẽ vô một cái loại gọi là rejection nha. Ở trong này nhá, xếp loại của nó là rejection, nó không xếp theo tiêu chuẩn mà không xếp theo sự việc. Rồi, đây là tác nhân gây bệnh Orientia versus Fugamusi. Nghe cái tên này các bạn thấy nó giống giống cái tên của nước nè. À, đúng chính xác ha. Nhập vào một nhóm nước nghiên cứu hàng đầu về bệnh này, tại giờ nha. Bệnh này khá là quan trọng. Và nó có rất nhiều, có thể ba tuyết thì mình là riêng ở Việt Nam mình thì có một cái bệnh duy nhất là Orientia versus Fugamusi thôi nha. Thì bệnh sốt mò, ngày xưa người ta gọi là sốt vào bụi. Tên nào nó cũng không thể nhớ đó. Nghe tên là cái cuộc đời này đúng không? Thật sự là nó là sốt phù vậy này. Tại vì sao? Người ta thấy là thấy rằng là sao? Những người nào đi bờ đi bụi gì là ai bệnh nào sốt về mò là hỏi ra cũng đi bờ đi bụi hết. À, bây giờ người ta dùng từ sai một chút, chẳng hơn một chút tại vì đồ cả. Cho nên lát các bạn thấy trong nghiên cứu bây giờ phù cũng là một những yếu tố mà dịch tễ của bệnh sốt về mò. Thì bệnh này đã được ông Hippocrates mô tả rất lâu rồi. Hồi xưa ông gọi là sốt phù luôn rồi. Rồi, thì bệnh này lây truyền ha qua người ha. Đó. Từ động vật gặm nhấm sang người qua vết cắn của ấu trùng họng. Các bạn anh nhấn mạnh ha. Nó lây từ các loài gặm nhấm sang người qua vết cắn của ấu trùng họng. Hoàn toàn không phải con mò mà là ấu trùng của con mò, tức là con của nó nha. Cho nên cái câu này phải chú ý nha, lây từ gặm nhấm sang người qua vết cắn của mò. Sai con mò là sai. Nhiều bạn bị bẫy rồi đấy. Đặc điểm của bệnh là gì? Là sốt kéo dài, có bứt loét do côn trùng cắn đặc trưng nha. Có thể có phát ban và có hạch viêm gần nơi vết cắn của ấu trùng. Dạ. Bệnh cực kỳ dễ điều trị, đáp ứng cực kỳ tốt với các sinh thú nhóm xích linh hoặc nhóm macrolid. Thì sao khi đọc các sinh? Rồi, bệnh này thường phổ biến ở nông thôn này, tại liên quan tới bờ thì bụi mà ha. Cho nên những cái ngành nghề nào mà liên quan tới yếu tố mà cây cối rồi đó ha, ví dụ như làm ruộng, làm rẫy, làm vườn săn bắt ha, hoặc là gì cái nghề mà du lịch đó ha, thì nó là một những yếu tố hay dịch tễ của bệnh. Hiện nay thì bệnh á đối với bệnh sốt mò nước mình nó khá là nhiều á, tuy nhiên hồi trước mình không có biết, mình không chẩn đoán ra là gì, người ta làm những kháng sinh thử mình sẽ làm tự sát. Nhưng những năm gần đây chúng ta thấy khá nhiều ha, và những bệnh cực kỳ dễ bỏ sót. Đối với tác nhân gây bệnh sốt mò á, thì từ xưa giờ nó có rất nhiều tên gọi khác nhau và đa phần là do người nhà và đổi tên và đặt lại không ạ. Thì các bạn cũng chỉ cần nhớ cái tên cuối cùng của nó thôi là Orientia versus Fugamusi. Chúng ta sẽ dịch cần phải nhớ mấy cái tên thì dùng ạ. Thực ra về một lịch sử á, những cái tên gọi này thay đổi là có liên quan đến lịch sử mà, nhưng mà thôi mình bỏ qua. Rồi, khi mà dùng RAM á, hay dùng Gensa á, xin lỗi bạn, khi mà dùng Gensa á, thì cái con, cái cách xe này á, nói giống như con dịch hạch như vậy. Tức là nó giống như trang dịch hạch vậy đó, tức là nó là gì? Hình quả tạ đó mà. Hình quả tạ. Tuy nhiên kích thước của nó sẽ nhỏ hơn dịch hạch. Lý do là gì? Hãy nói rồi đó ha, nó không phải là vi trùng, nó cách xe nó nhỏ hơn. Tức nó nhỏ hơn vi trùng mà làm cho nó giống như là vi trùng dịch hạch vậy. Nó hình quả tạ nha. Tức là sao? Nó bắt đầu ở hai đầu. Vi trùng nó bắt đầu ở hai đầu cho nên nhìn giống như quả tạ vậy ha. Rồi. Tức cách xe là nó bắt buộc, ký sinh bắt buộc trong tế bào và chỉ nuôi cấy ở trong tế bào. Ở đây em sẽ làm rõ cái điểm này như vậy. Các bạn thấy cái sinh bắt buộc trong tế bào của bạn, ta gọi là vi trùng nội bào á. Và nghe cái điểm này chưa? Vi trùng nội bào nghe đâu? Nghe đâu? Vi trùng nội bào nghe đâu? Vi trùng nội bào nghe là gì? Lao chưa? Lao. Lao là vi trùng nội bào. Dạ, cái này là lao. Cái thứ hai là mới vừa rồi nè, báo
khi mà những con vi trùng nào mà các bạn nghe thì khái niệm mà vi trùng nó vào, tức là nó sẽ gây sốt như vậy và điều trị cực kỳ khó khăn, đúng không? Tuy nhiên chắc xa thì nó ngược lại, nó cũng là vi trùng là vào, nó gây sốt như vậy nhưng mà điều trị cực kỳ đơn giản. Cái đó là cái may. Nếu bạn biết lao là điều trị không thể nào mấy ngày được, tấn công hai tuần, hai tháng ít nhất phải bốn tháng điều trị. Whitmore cũng vậy, tấn công là 3-4 tuần, sau đó là gì? Phải duy trì ít nhất là gì? 6 tháng. Bạn nhớ, chứ không phải là cái điều trị là xong rồi. Khó khăn của điều trị. Và cái số như vậy nhé, cứ vi trùng nó vào cái số như vậy nhé. Rồi, nó có nhiều cái huyết thanh lắm à, và hơn 30 chủng huyết thanh luôn. Tuy nhiên có 3 chủng phần cổ điển nha, các bạn nhớ thôi, là các Cato và William. Một đặc điểm của cái xe nữa là nó có một số đặc điểm thanh nguyên giống như cái Proteus. Proteus là vi trùng hay dị chủng tiểu ha, vi trùng hay dị chủng tiểu. Thì tại sao vậy? Người ta dựa vào cái đặc tính thanh nguyên này nè để người ta làm ra cái huyết thanh chẩn đoán bệnh sốt này. Rồi, trong không khí thì nó không có tồn tại bền vững ha. Nó rất dễ bị tiêu diệt bởi nhiệt độ, bởi những sát trùng của các trùng khác. Đó là lý do tại sao mà từ ấu trùng mò cho đến cái cá xe, thông thường nó sẽ kiếm nơi ẩm thấp để nó phát triển nha. Mình nhớ ha, nó sẽ kiếm nơi ẩm thấp để nó phát triển. Nhớ cái câu này nha, lát mình biết tại sao. Anh nhắc các bạn nhớ được ha, đó nó có lý do. Rồi, thực tế thì bạn biết anh, trên thế giới của mình có khoảng 7 tỷ người đúng không? Thì vậy hơn 1 tỷ người nằm trong vùng dịch tễ của số B1. Lý do tại sao? Đây, người ta gọi đây là tam giác sốt B1. Thì các bạn thấy nè, Nhật Bản nha, Nhật Bản nè, nằm trọn vẹn trong cái vùng tam giác này, thấy không? Cái dài từ cái gì? Từ Bắc Nhật Bản, thấy không? Là Bắc Nhật Bản. Nó kéo dài mà hay xuống đây. Tới Tàu Úc, Tàu Úc, thấy không? Úc này. Rồi, sau đó gì? Kéo dài mãi tới Ấn Độ, Nga và Trung Quốc. Và nó thêm quá, Ấn Độ và Trung Quốc là hai nước đông dân nhất thế giới. Bây giờ tại sao mà hơn tỷ người là phải rồi? Đó. Ấn Độ, Nga và Trung Quốc thôi đã chiếm hơn nửa dân số rồi. Cho nên đây các bạn thấy là Việt Nam mình cũng may mắn bằng cái tâm đó luôn. Cho nên là mình mới có bệnh sốt phải mỏng. Nên cái bệnh nào mà lạ lạ thì ai có hết trơn. Nha, đây là cái tâm giác các bạn nhé. Nó từ gì? Từ phía Bắc của Nhật Bản tới phía Đông của Úc, kéo dài qua Ấn Độ, Nga và Trung Quốc. Tại Việt Nam á, thì thực ra bệnh này có từ lâu rồi, mà mãi đến năm 1992 bắt đầu người ta mới bắt đầu người ta chú ý. Thực ra không phải mình á, cho lúc đó phát nó xâm lược mình thôi, thì sau đó là mình lính của nó bị bệnh. Thì y tế đó của mình làm gì có, không biết là cái bệnh này có phát không biết thôi. Như thế cho nên là các bạn thấy năm 1992 nè, bệnh sẽ ra cho lính Pháp nè, hay một lính Việt Nam, nhưng lính Việt Nam mình chạy Pháp mới chữa luôn. Nó mới sân la nè, có 37 người trường học mắc bệnh số 11, để báo cáo nè. Và sau khi mình giải phóng thì mình cũng có đó là một số nghiên cứu ha. Đây, tại Bạch Mai các bạn thấy nè, tại Bạch Mai từ năm 2001-2003 thì bệnh số 11 chiếm 3,5% trường hợp nhập viện, và cái tỷ lệ khá lớn đúng không? 3,5% trường hợp thì nó cũng khá quan trọng đó ha. Rồi, ở tại Huế thì có khoảng 62 trường hợp sốt cái mò nhập viện tại bệnh viện Trung ương Huế. Hay tỷ lệ nhiều hơn nhiều lắm rồi. Tại sao không? Tại sao Bạch Mai mới nhiều vậy? 251 trường hợp ở trong thời gian này, tại vì nó là Bạch Mai là lúc đó chưa có bệnh viện tới Trung ương, thì Bạch Mai là bệnh viện khá là lớn ở Hà Nội, thì tất cả những bệnh nặng ở các tỉnh miền núi phía Bắc ha, hoặc là gì ở Trung du phía Bắc là người ta chuyển hết vào. Cho nên những cái ca nào mà sốt mà kéo dài là nó chỉ là hết, các bạn thấy ở đó nó rất là nhiều. Còn riêng ở Huế thì chỉ có dân ở Huế người ta vô đó thôi. Tại sao vậy? Ở Tây Nguyên thì cái bệnh viện Tây Nguyên cực kỳ nổi tiếng về cái bệnh này.
vừa là công việc này, tại vì ở Tây Nguyên cực kỳ nhiều số cái mỏng, người ta chịu hết rồi, và điều đó bạn thì đang bạn nên vô đây rồi, nên ngày mới thì đòi xung quanh là bạn chỉ lệ khá cao. Cái thứ hai nữa là gì đó, mày mới là chủ yếu là liên hệ nhìn chung bị mà đợt này thì không còn có chấp nhận bạn ha, rồi liên hệ chung rồi, mà mình chung thì mình cũng không có gì mà mình phải Việt Nam. Thôi thôi, cái chuyện đó là chuyện phải bắt nhưng mà chung nó có làm rất quan tâm thì quan tâm ở đây đi ha. Đây ở đây thì anh không lấy những con số mà của nhà nước báo cáo, tại nhà nước báo cáo nhiều khi biết đúng hay sai, thôi anh lấy cái báo cáo này tại vì đấy là vẫn làm luôn. Thì cái này là từ tháng 1, 2013 đến tháng 12, 2014 thì ghi nhận có 76 trường hợp số cây mòn. Thì các bạn thấy nó có được cái bộ phận này chủ yếu là gì? Miền Tây Nam Bộ này, miền Trung Nam Bộ và miền Đông Nam Bộ là chiếm phần lớn. Có một tỷ lệ nhỏ nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh và Tây Nguyên. Tây Nguyên này giải thích rồi ha, ít. Lý do là gì? Là vô hình Tây Nguyên ở trên này, ca nằm ở giữa, nó ra số cây mòn ở giữa hết cái chuyện này, hoặc là số cây kéo dài nó kiểu hết nó vô đây. Tự nhiên người ta cũng chỉ nói số mòn thôi, không chữa hết vô mình cũng chữa gì số mòn nữa hết. Tại sao? Còn có một tỷ lệ sống tại Hồ Chí Minh bị mắc bệnh số mòn. Thì cái này rơi vào trường hợp. Rơi vào trường hợp gì? Ở đó, đi bờ đi mùi các bạn ha. Tức là đi du lịch, hay đi những cái vùng khác nhưng mà tới trạm ha, hỏi lại là có. Thì một trong những yếu tố dịch tễ quan trọng là gì? Là gì? Vùng đường núi, cây cối đậm đạp hoặc là ruộng đồng, vườn cây, ẩm ướt, ở những vùng ẩm ướt ha. Đó, ở nơi có nhiều thú vật có mầm bệnh tật, có việc cho loài cầm nhắm. Cầm nhắm là con gì? Chuột. À, đó, con chuột đấy nó rồi ha. Có cái gì đâu, trên thế giới này có vài trăm tỷ con chuột à. Có những cái trung gian bị bệnh nhiều ha. Trung gian bị bệnh là ấu trùng mò này nói rồi đó. Thì ấu trùng mò này nó chỉ sống được ở vùng ẩm và ẩm, những vùng khô ráo là nó chết liền. Đó, cho nên lý do tại sao các bạn thấy trong bụi rậm nó hay có mầm bệnh là vậy. Tại ở ngoài nó trong những nắng lên nó chết ở trên nè, trên trong bụi rậm nó mới ấm và ẩm ha. Ở đây rất nhiều người thích đi bụi rậm các bạn ha. Thì người ta thống kê thấy là ví dụ như ở đây miền Nam ở thành phố Hồ Chí Minh mình khu đậu có, ví dụ các bạn đi ra qua những khu ngoại ô như này ha, như ngày xưa như này ha, nó sẽ nhiều rồi. Chi? Ở tại Việt Nam á thì cái đỉnh cao của nó vào tháng 6 đến tháng 9. Cái này là cái điều gì? Cái này nghịch lý cho các bạn học đi. Các bạn đâu bao giờ thấy số cái mỏ tại sao tháng 6 đến tháng 9 đâu có điện thoại rồi ha. Bạn chờ xíu để tắt điện để cho nó tắt điện dưới chân. Cái hình học nghiên cứu từ anh ha, thì hơn 50% từ những số cái mỏ về vào khoảng tháng 6 đến tháng 9 ha. Mùa này bây giờ các bạn đi học ở đâu ít gặp số cái mỏ là vậy, tại vì thời gian các bạn chỉ hè trên này. Rồi đối tượng nguy cơ là đối với lứa tuổi thì tất cả các lứa tuổi nhưng mà thường là người lớn, còn ở trẻ nhỏ sẽ bị hơn, đâu có ai trẻ nhỏ cho đi du lịch. Từ trẻ nhỏ là người ta bảo vệ, người ta để trong nhà, mà khi nào đi du lịch, du lịch rồi lắm ha. Thì những người làm vào rừng lấy gỗ này, có những người bây giờ vô rừng không cần lấy gỗ này, tại bây giờ vô rừng lấy gỗ là ở tù, cho nên là có thể đi rừng. Ở đây có nhiều bạn đã đi rồi ha, ví dụ đi xuyên rừng Nam Phi này ha. Bây giờ bạn đi chưa? Chưa. Đó, cái đó bây giờ nó có rồi ha, sao nói cùng đường này, là đi. Thì đi xong về mà sốt là biết rồi ha. Rồi hoặc là gì, vào rừng lấy gỗ nè, bạn thấy hoàn toàn là bạn tháo rồi. Vào rừng lấy gỗ săn bắt trong rừng nè, bằng là gì đó mà bây giờ đâu được rồi. Rồi dịch tễ cực kỳ quan trọng, dịch tễ giúp định hướng cho mình chuẩn đoán số bệnh nào cực kỳ quan trọng. Thì đây là thống kê rồi ha, ví dụ là làm việc ở đồng ruộng nè gần 50%. Đây hồi nãy anh nói với bạn nè, giải trí đây, giải trí du lịch như cắm trại leo núi săn bắt, thấy không? Cắm trại leo núi săn bắt, ví dụ mấy bạn đi leo núi Tây Ninh xong thì lạc ha, nó làm trong vực cái 50% này. Rồi nguồn bệnh, nguồn bệnh là loài gặp nhau, nhất là chuột ha, nhất là chuột và ký chủ chính bệnh
đó lý do tại sao bệnh này nó dễ lây lan, cục lây lan. Đó. Thứ hai là gì? Con mò là trubicula đó. Thì con mò là loài tiếp xúc hay nó là gì? Là động vật trên khớp các bạn ha. Thì thường thường nó ký sinh trên cầm nhâm, nó đẻ trứng và chu kỳ của nó con mò cực kỳ cái gì đây nghe cực kỳ nhanh như cực kỳ cao cả. Bây giờ sao con mò này nó chỉ hút máu một lần duy nhất trong đời, khi hút no rồi nó sẽ chết và nó sẽ rớt xuống đất ở vùng nào đó và cái máu đó nó sẽ nuôi những cái ấu trùng ở trong cái người đó. Khi ấu trùng nó phát triển rồi, phát triển thành ấu trùng mồi đó, thì nó sẽ bò lên ngọn cây ngọn cỏ cho nên người đi qua đi lại thì nó sẽ bám vô cái cấu quần đó, cái quần này và nó sẽ kiếm những cái vùng ẩm thấp. Tại vì sao ấu trùng mồi đặc biệt thích vùng ẩm thấp? Nó sẽ kiếm những vùng ẩm thấp để nó gì, cắn hút máu. Nhưng mà khi ấu trùng mò cắn ấu trùng này và nó sẽ đỏ là ấu trùng chính là nguyên nhân trị bệnh, nhớ nha, chứ không phải con mò là nguyên nhân trị bệnh nha. Sau đó thì sao? Khi nó hút máu mà mình không biết tại sao, tại vì trước khi hút máu nó sao, nó tiết ra một chất gây tê làm cho mình không có đau, và chất đó cũng có làm gì, làm pha loãng cái da mình ra. Sau đó nó mới hút máu, hút máu xong rồi nó sẽ chết, nó sẽ truyền mầm bệnh cho người bệnh và sau đó nó phát triển thành có rồi đây là con nó phải phát triển thành con mò nó mới chết, thì nó chết nó phải triển con mò nó chết thì nữa mới gọi là lột xác mà. Ví dụ con nhộng nó lột xác nó chết thành con bướm, đâu có chết. Còn con mò nó là chết, đúng không? Mất máu xong nó chết, con người chỉ còn đứng thôi. Còn ấu trùng mò nó lột xác thành con mò. Đây nè, các bạn coi nè, đây nè, có nó nãy giờ mà con mò nó không gây bệnh cho mình. Đây nè, giờ nói này, các bạn nhìn cái chương trình rồi sẽ hiểu nè. Đây con chuột là nó mang cái mầm bệnh, nó cách xa từ người. Con mò này sẽ hút nó, thì vô tình khi hút máu thì nó sẽ mang cái mầm bệnh của người nó luôn. Và cái này là nó chết, nó sẽ nuôi mấy con này phát triển lên thành ấu trùng mò này là khoan này chưa. Thì khi mà quá trình mấy con này sử dụng cái máu đó để phát triển thì vô tình nó sẽ mang cái mầm bệnh đi theo. Và con này khi nó hút người thì sao? Thì nó lấy bệnh cho người. Các bạn thấy thông thường nó sẽ chọn vùng ẩm thấp cho mấy bạn thấy ở gì này nó rồi đây là vết mò hay là vết mò thường nó sẽ là ở vùng ẩm thấp các bạn đó, nó thích vùng ẩm thấp nó phát triển cho nên mấy bạn thấy thường những lúc mò nó sẽ đâu thường là bẹn ở nếp sinh dục, nếp hậu môn, nách, ở lưng quần, tại những vùng đó là những vùng ẩm thấp. Đó là lý do tại sao khi khám bệnh sốt huyết mò phải mò mới ra. Bạn thấy khi đi phòng khám và bệnh nhân vô khám bệnh như phòng ngáo, là những cái vùng đó không bao giờ mình thấy được hết, nhớ ha, không bao giờ mình thấy được hết. Khi nào mình nghĩ tới bắt buộc phải mò mới ra. Đó là gì? Cho nên khi mà bạn thực tập ở bệnh viện tới tại khoa nhiễm B, nếu các anh chị nghi ngờ bệnh nhân có phôi mò thì anh thấy anh chị sẽ đưa bệnh nhân vô phòng phẫu thuật và bắt bệnh nhân kể và hỗ trợ cho được bất kể già trẻ lên đấy để khám tìm vết mò đó. Cái đó là tại ở bệnh viện có phẫu thuật. Nếu tại phòng khám thì sao? Phòng khám bệnh nhân ngồi đây cũng phải kiểm tra thể ra kéo là còn ngại mà, đúng không? Đó. Cho nên sao? Không. Đó. Và bác sĩ của mình khám bệnh không biết tại sao, cũng biết tại sao Việt Nam bác sĩ khám bệnh là cực kỳ dễ bị ngại, nhất là khám những người thực dân. Có nhiều bác sĩ khám ngại lúc phản cảm, ví dụ khám gần người ta ngại quá không dám, khi người ta mở ra thì bắt đầu chọn tay vô trong khám, cái đó cực kỳ phản cảm rồi. Mình là bác sĩ là vấn đề gì đó.
nên á là tụi anh ở phòng khám thì anh phải kiếm cách để gì đúng không sang phòng cách là gì cho mình phải lúc nào cũng luôn mấy cái này ha khi khám đi là cho mình nhận xem dạ. Có trên người có gì cái này hay không. Cái thứ hai là mấy đó các bạn sẽ thấy khám hạch cùng mình khám cái hạch trước thường thường cái nó hòa sẽ gần ở cái hạch cùng đó mình đưa cho mình nhận xem đôi khi bệnh nhân hòa lên thở mình có bệnh nhân dạy là có hoặc nếu bệnh nhân không rõ thì mình sẽ cho bệnh nhân tiếp tục tự đi kiểm tra trong phần sau đó quay lại đa phần sẽ hiện ra nếu phát hiện ra rồi thì cho thuốc đi về luôn có thể. Còn ví dụ các bạn vẫn nghi ngờ mà vẫn chưa tìm ra thì bạn cho nhận đôi khi cái những cái lúc mà ở những cái cục rất là khó tìm ở tới từng có một ca mà xém chết thì con số là một chuyện đó là sốc thứ nhất cuối cùng ra sốc tại vì cái nốt hồi nó nằm ở nét hậu môn rồi cái ca đó là vô ngày thứ bảy xuống ngày thứ bảy rồi chúng ta bạch cầu không tăng tiểu cầu cũng giảm luôn sốt hậu cái gì gan xuống huyết cực kỳ nhiều luôn cũng nhức đầu luôn nhức cơ luôn gan xuống huyết thì mình thì máu yên gan sau đó là những vụ sốc thì nó là sốc xuống huyết hơn quá thời điểm đó không có tình trạng chỉ xuống hồi sức thì chỉ hồi sức thì ta cũng biết nó là sốc xuống huyết trong lúc lây quay đang thay tả cho bệnh nhân thì tự nhiên một bác sĩ phát hiện ra một cái nốt dập bằng cái tay nếu bệnh nhân đó không được phát hiện sớm thì sau đó là gì tử vong tại bệnh nhân bắt đầu có tổn thương phổi tổn thương gan tổn thương thận rồi để lâu rồi là chết cho nên là cực kỳ cẩn thận và mình sẽ quay lại một xíu mà con sàng thì cũng bốn thời kỳ bạn ha thời kỳ ủ bệnh á thì trung bình là khoảng gì cũng khoảng 10 ngày bạn ha đó thì có gì có nốt mò nốt mò thì nốt mò có mô tả sao nốt mò này là nó thường ở những cục kính hình tròn hoặc bầu dục kích thước từ 1 đến 2 cm thông thường là đơn độc một nốt ít khi nào hai nốt thông thường là nó gì nó sẽ có gì gờ lên một da nó lên bồn một da đó tấy nó sạch và có thể đỏ da xung quanh một chút là thấy các bạn sẽ coi lại thì thấy ha thời kỳ khởi phát thì bệnh nhân sốt rất là cao sốt cực kỳ cao đó, bệnh nhân có thể có những dấu hiệu về nhiễm trùng nhiễm độc nhức đầu nhức mắt đau cơ thậm chí là môi khô lưỡi dơ rồi thời kỳ toàn phát thời kỳ toàn phát thì sao nó có bốn dấu hiệu chính thời kỳ toàn phát có bốn dấu hiệu chính thì đặc điểm thứ nhất là sốt kéo dài sốt kéo dài này nó có hai đợt đấy đầu tiên là nó sốt cao và cuối tuần thứ nhất sẽ giảm dần và nó sẽ sốt lại trong một vài ngày cho nên thường thường bệnh nhân phối hợp là chủ quan là gì tự nhiên sốt cao lên tự nhiên cuối tuần nhất tức là sau mấy ngày giảm sốt bản thân bệnh nhân cũng chủ quan bác sĩ cũng chủ quan luôn hai sốt chưa đi cho về mà không cần điều trị gì hết hai ngày sau cũng sốt lại cái đặc điểm thứ hai trong thời kỳ bằng phát là gì là nốt loét của ống phần mò thực ra cái nốt loét của ống phần mò á khi mà dây lên tạo hình các bạn đôi khi không có rõ nào tại vì sao đôi khi có sốt như vậy người ta đâu biết các bệnh đâu mình thấy là thiện đó nên mình thường thì mới phát hiện ra đó. Thì để mô tả rồi bạn ha tỷ lệ phát hiện thấy vết loét khoảng 80% cho nên vết loét cực kỳ quan trọng trong chẩn đoán bệnh sốt phần mò các bạn thấy 80% tìm được nốt mò hầu như là chẩn đoán được cái vấn đề thứ nữa là này xin lỗi đây cực kỳ quan trọng ha nếu thấy bệnh nhân có yếu tố dịch tễ phù hợp cần cởi bỏ quần áo và thăm khám của mình để tìm sang chuyên gia cái này tại vì anh biết chữ là tại vì một bên trường bật là phải làm slide chữ chứ đừng có bắt bệnh nhân cởi bỏ quần áo ha cần cởi bỏ quần áo bệnh nhân nhờ bệnh nhân cởi hay chứ đừng tự cởi nha cái câu này là đọc cho nhiều bạn hiểu lắm tự cởi đây để cho coi thôi ha cái này là ha tròn thành một vòng ha kích thước tối đa là khoảng 1 cm có khi 2 cm có ít kiếm cái nào hay đó đó nó hơi đổi ra xung quanh nè nó hơi đổi vờ một chai chút xíu nè ăn vào đấy là sao là kiểm là gì ốc này đau không có đau gì nữa
mua nha, chứ không phải là mua mạng gì đâu. Anh đang chụp sự cái công nhân mình ở đây. Đây, chúng ta tự tựa ha. Nhân một lần là nhớ. Đây, ở đất lưng nè. Đất lưng ha. Đây. Đây mà thú vị nè. Nó hiếm à, trường hợp này hay hiếm. Đây là nách nè. Đây là dưới cái lấy phú nữa nè. Bơ rô. Nghe rô. Đó, đây cũng vậy nè. Nghe phú nè. Đùi. Đây là đùi nè. Đó, nó tự tự nha, cái hình nó tự tự nha. Đó. Đây là đất lưng. Để cho bạn thấy cái lưng mà. Đây người ta phân bố nè, phân bố này nha, thường ở bẹn nè, nách nè. Và đa phần các bạn thấy là nó ở gì, ở nước ở dưới của thành nè, kiếm khi nào mà ở được ở trên cổ đó, từ đây lên thực hiện đây nha. Bạn thấy không, dưới rốn là tới 60%, trên cổ là còn có nè, trên cổ là hầu như là 0%. Kích thước nè, bạn thấy không, hai cực kỳ hiếm, và từng là một vết loét chiếm tới 97%. Rồi cái triệu chứng thứ ba mà mình cần quan tâm trong cái giai đoạn tăng phát này là gì? Hạch phù. Nói ra đa phần các bạn này khi mà nghi ngờ sỏi phù thì người ta khám hạch kỹ, người ta cố gắng là tìm hạch, chứ không phải tìm vết loét chứ đâu, khám hạch trước thì đa phần là sỏi phù nó sẽ có hạch phù, tại vì nó tổn thương là phổi mô mà, nên có hạch phù và hạch toàn thân nên mình phải khám. Đó. Gan lết có thể to và thường thường tỉnh. Rồi triệu chứng thứ tư cuối cùng trong cái giai đoạn tầm phát này là phát ban. Tuy nhiên cái phát ban trong số bệnh mò này nó không có rõ ràng. Các bạn thấy là phát ban này đâu có giống bệnh gì đâu. Nên thực ra đấy giữa cái phát ban này để chỉ mang số bệnh mò cũng như là được không thường thường. Đây là một những triệu chứng của số bệnh mò này. Anh ta đưa cái này vô để xếp vô bài số phát ban. Cho nên bạn thấy phát ban nó không có giống bệnh gì điển hình của một cái số bệnh mò, bệnh gì cũng có thể phát ban kiểu này được. Rồi một số biểu hiện khác nếu có của biến chứng, ví dụ bệnh nhân có biến chứng về viêm não, viêm đường não thì có thể lừa đường mất ngủ, vật vã, hơi sáng, ly bì. Đây là dấu hiệu của viêm não hoặc não ha. Hoặc là bệnh nhân tổn thương tim thì mặt á, có thể là gì, thủy tim luôn á, tim tâm tim, thủy tim mặt đó, thẳng tại vì suy thận, hô hấp, tim phổi ha. Đó. Có thể xuất huyết, rồi chảy bị cực kỳ nhiều biến chứng rồi, giai đoạn sau cũng có cực kỳ nhiều biến chứng và biến chứng của nó cực kỳ khó điều trị, nhanh lắm. Rồi thời kỳ luôn rồi thì thấy người ta thấy là tỷ lệ tử vong của số một cũng khá cao nếu không điều trị á, thì tại Việt Nam á tỷ lệ tử vong khoảng 8%, khá là cao. Và nếu mà điều trị kháng sinh phù hợp thì thời gian kháng sốt khoảng 2-3 ngày, tức là các bạn nó sẽ ngồi điều trị khoảng 2-3 ngày là hết sốt, hoàn toàn được, chứ không phải là giảm sốt rồi ha, cực kỳ là ổn ha. Rồi khi mà hồi phục rồi thì bệnh hầu như là không được để lại di chứng, và cái miễn dịch của bệnh ấy, thì không có tồn tại suốt đời, thường miễn dịch đó chỉ tối đa là 3 năm thôi mà, trên một bệnh nhân số họ có 2 lần bị lại. Rồi về mặt xét nghiệm thì công thức máu thì đa phần là không có tăng, có thể tăng nhẹ ha, tiểu cầu có thể giảm, thậm chí giảm dưới 100.000 luôn, giảm sốt nguy hiểm dạ. Về sinh hóa thì men gan có thể tăng 2-3 lần giới hạn trên bình thường, giảm sốt nguy hiểm giảm luôn ha. Cho nên là gì, rất là dễ bị lạm dụng thuốc huyết. Rồi có một cái phản ứng mà nãy anh nói các bạn chú ý với cái kháng nguyên một protease, cái nguyên cũng là gây nhiễm tiểu á, thì người ta lợi dụng cái đặc tính kháng nguyên với protease giống á, thì người ta làm phản ứng quay phế để làm thứ thành chẩn đoán có cái mòn, thì làm hai lần, lần thứ nhất vào cuối tuần thứ nhất, thứ hai vào thứ ba, thì phải cách nhau một tuần á, đó thì điều giá hai lần cách nhau trên nhau 4 lần thì có giá trị ha. Rồi, ngoài ra còn nhiều cái phản ứng khác nhưng mà thực ra nó cũng không có giá trị, không có giá trị. Thậm chí tới visa, các bạn thấy visa là cái bây giờ đó
mà độ độ đặc hiệu này, độ đặc hiệu thay đổi cao nhưng mà độ nhạy chỉ có 50%. Độ đặc hiệu cao nhưng mà độ nhạy có 50%. Độ đặc hiệu là gì? Là nếu mà nó dương thì chắc chắn là số P1, nhưng mà khả năng phát hiện bệnh chỉ có 50%. Cho nên nếu mà dùng PCR thì 50% bệnh nhân số P1 sẽ bị bỏ sót. Đó là lý do tại sao PCR chúng ta vẫn không có phát triển ha. Rồi còn phân loại phòng bệnh, phân loại phòng bệnh tức là cái con vi trùng này, vi trùng bào bào cái thì khó phải chích mấy vô côn trùng mà thấy nè, coi sự giả mang của người ta. Đây lấy máu của bệnh nhân thời kỳ khởi phát, tiêm vào phúc mạc chuột lan hay chuột nhắt trắng và theo dõi 3 tuần đó, cho lan uống nè, nó lên 3 tuần. Nếu chuột mắc bệnh sẽ chết trong vòng 2 tuần. Sau đó mổ nó ra, lấy dịch tụ phết mồ gan lăn ắt trên kính cố định bằng cồn, chúng ta thấy nó là rồi diễn đem sang sau thì nó có hình ảnh mô tả anh nói là cực kỳ khó mỏng nha. Cho nên thực ra cái lâm sàng người ta cũng làm, các bạn thấy không, ít nhất là phải 3 tuần mới có kết quả, làm sao mà họ chờ được, mình nó phải chờ. Cho nên những cái xét nghiệm này chỉ có giá trị trong nghiên cứu. Rồi tóm lại, để chẩn đoán xác định bệnh số P1, người ta cần dựa vào một ba yếu tố ha. Nhất dịch tễ, dịch tễ thì nãy nó đi nó lại nhiều lần rồi ha, cứ liên quan đến cây cối thôi, không có nguy cơ. Lâm sàng thì có mấy yếu tố bạn phải nhớ. Thứ nhất là bệnh cảnh số kéo dài, thứ hai là phải có nốt mò đặc trưng, thứ ba là bụng ha. Rồi có thể kèm phát ban. Cận lâm sàng thì coi những cận lâm sàng này không ai làm hết á, người ta thường thường phải nhớ không được máu rồi nhé, không được máu bạch cầu thì cũng tăng, có thể tăng nhẹ tiểu cầu thì giảm. Rồi chúng ta phân biệt với một số cái bệnh số cái dày khác, ví dụ như sốt rét, mà cái sốt rét cũng liên quan tới đường đủ rồi đó ha. Tuy nhiên sốt rét cái cơn sốt của nó khác, sốt gì sốt cơn thì là cái cơn sốt rét, các bạn học bài sốt rét rồi. Thứ hai là nó liên quan tới những cái vùng hoặc vùng đặc trưng, tức là những vùng dịch tễ của sốt rét, ví dụ ở Việt Nam thì còn khoảng 4 vùng dịch tễ sốt rét phải không? Bình Phước, Cà Mau đâu mà Cà Mau? Rồi vậy bài sốt rét học ha. Việt Nam mình còn 4 vùng chính thôi. Tuy nhiên là sốt rét có thể ổn rất là lâu trên trong đời sống. Đôi khi mình đâu biết đi đâu đâu. Tây Ninh mà. Chứ các bạn từ nhỏ lớn thì đi đâu thì nhớ không, nhớ không hết rồi. Nên đa phần sốt vô gì thời biết không sẽ làm bệnh thương hàn. Thương hàn ngày xưa người ta nói liên quan tới gì, sông nước mà là vùng đồng bằng sông Cửu Long rồi ha. Tuy nhiên bây giờ các bạn biết trên núi người ta vẫn vợ cá thì dưới đồng bằng sông Cửu Long đang ăn được mà, có mà uống sữa đó, liên quan tới sữa đó. Nên thực ra về mặt kinh tế bây giờ nó hết thay đổi rồi ha. Ví dụ người ta nói sốt xuất huyết là ở mấy lạnh cũng có, ví dụ ở Pháp cũng có đi, về Việt Nam có thôi, nhưng vô tình ha, một chuyến bay qua Pháp có mũi nằm trong cái máy bay qua nó cắn cho người bệnh nặng không được, tức là cái bề mặt giao thông quá thuận lợi nó sẽ làm thay đổi dịch tễ của bệnh. Cho nên các bạn thấy máy bay không chết, dịch bệnh bây giờ nó còn không còn khu trú ở một quốc gia mà một vùng châu lục nữa, ở gì mà liên lục được. Chú ý nha, thương hàn thì thông thường nó là sốt kéo dài đúng ha, nhưng mà nó kèm theo đó là bệnh tiêu hóa, tức là có tiêu chảy sẽ kèm theo đó, và xét nghiệm thường là gì, cái xét nghiệm vàng á, những vàng là cái máu, cái tủy xương hoặc là cái phần dương để xem người la và quy đan dương tính, mà quy đan dương tính không hẳn là thương hàn các bạn ha. Rồi những lactospira là cũng một cái bệnh ha, khá là phổ biến ở Việt Nam mà được chú ý và sống bệnh á. Tuy nhiên nó chỉ liên quan tới ba yếu tố ha. Đó là những lâm sàng của nó sẽ là ba cái hội chứng ha, hội chứng nhiễm trùng, hội chứng bàn giao và hội chứng xuất huyết. Và thường liên quan tới những cái công việc mà liên quan tới nước này, còn tới nước này là vùng nước lở. Rồi những các chủng các xe khác tại Việt Nam may mắn có một chủng duy nhất này, không vấn đề gì hết. Rồi tại vì nó có lúc quét cho nên người ta lấy cần công việc với những cái lúc khác trong bệnh lý sử dụng, ví dụ như sang nhân mai thì sang nhân mai là kiểu khác, nó có giống vậy. Các bạn nào muốn lại đi sang nhân mai không? Nó có một điểm giống sang nhân mai là gì?
đổ rồi con đa. Con đa. À nó cũng có hạt gì nữa. Nó khác nhau con nào. À, màu sắc cũng được. Đó. Nó có nó gồm da không? Hả không? Đúng rồi. Để bạn mô tả những sắc hương nó sẽ khác nhau ha. Rồi cuối cùng phần quan trọng nhất là điều trị. Nó đi nó lại thì cũng sẽ có điều trị thôi. Nó cực kỳ đơn giản. Điều trị thì khá nhiều thuốc ha. Tuy nhiên các bạn chỉ cần nhớ hai thuốc mình thôi. Ví dụ ở đây người ta nói oxy sinh dương vượt qua chloramphenicol. Tuy nhiên chloramphenicol bây giờ các bạn tìm ở dưới Việt Nam mình tìm mò mắt ra thuốc này. À, thì các bạn chỉ cần nhớ là oxycycline 100mg 2 lần một ngày, tức là một ngày xài 100 x 2 đó, uống trong vòng 1-2 tuần. Cái thuốc tẩy thế thì có nhiều loại thuốc, nhưng các bạn chỉ cần nhớ là nhóm gì cũng mắc folic thôi, là azithromycin. Chỉ cần xài 500mg một ngày trong vòng 1 tuần là được. Ngoài ra mình phải điều trị đỡ và điều trị triệu chứng ha. Ví dụ có sốt thì hạ sốt, bị đầu hay gì đó thì nhiễm dựa cho bệnh nhân. Thì về tiến lượng, tiến lượng thì bệnh diễn tiến nặng nhẹ tùy địa phương. Ví dụ ở những địa phương mà người ta có kinh nghiệm về thuốc mò, ví dụ như Tây Nguyên mà vô người ta lượng đi thì bệnh diễn tiến cực không có đủ diễn tiến gây nặng với bạn ha. Còn những nơi mà khác người ta không có kinh nghiệm á, ví dụ vô Tây Ninh thì hạn bệnh nặng, để nặng của chị Minh xin hát chị hát cũng hết. Thì nặng nhẹ tùy địa phương, tùy điều kiện y tế tại đó. Cái này là tùy thuộc tuổi bệnh nhân. Người ta thấy rằng bệnh nhân trên 50 tuổi á, nếu không điều trị thì tỷ lệ tử vong lên đến 60%. Như ở Nhật Bản mà bạn nghe, trước khi có thuốc trị là tỷ lệ tử vong ở Nhật Bản lên tới 31,6%. Bạn là người y tế khác có chuyện, mà nó còn nặng nghĩa ha. Đó, bệnh nhân tử vong thường do xuất hiện biến chứng, ăn tùy tim mạch, xuất huyết, bội nhiễm ha, hoặc là viêm não bằng não. Rồi về phòng ngừa, không ngừa mới làm còn lại, tại vì bệnh này là liên quan đến cây cối mà, thì phải nhất là học diệt chuột, hết chuột là hết mọi bệnh, diệt nổi không, chắc không nổi rồi. Thứ hai là cái gì? Bảo vệ mình. Tuy nhiên người Việt Nam mình thường là không quan tâm đến bảo hộ lắm. Mình thấy nhiều khi người ta xúc ruộng lưng đẩy nó làm cái chả bảo hộ, ta đi tay trần chân trần luôn. Nhất là cái chả mà đi tù, người ta tại sao không người ta? Để cái tiêu cực thì tại vì thành một cái cầu đuôi xấu. Tại đây người ta biết vậy, ví dụ có một cái bạn gì đó mà đi đi phượt mà từ đi từ Việt Nam qua tới châu Âu nha, trước khi người ta đi nó chỉ bị mấy mặt trời chích ngừa, ta đi đó mới gọi là, còn bây giờ mình đi theo kiểu mà tự tự phát đi gọi là làm sát không phải tiêu cực. Đó, ở đây chắc chưa mấy bạn làm sát rồi. Rồi tóm lại thì gom lại cái bài này cho một slide. Vậy mà cái này nó giống như là dễ tổng kết lại thôi. Còn như đã nói ban đầu thì bây giờ là hình thức thi khác, trước bắt đầu từ năm ngoái là đã thi khác rồi, tức là như nãy nói đó, 80% là cũng lâm sàng, 20% là gợi nhớ và ứng dụng. Bởi bạn yên tâm đi, năm ngoái mới là cái đề đầu tiên cho nên kho đề cũng rất là nhiều, nên chắc chắn năm nay không có câu nào giống nó con rồi. Tất nhiên cái 5 năm nó mới xây vòng lại. Đó, thì 5 năm chắc chắn là không có bao giờ chú ý gì vậy, nhưng mà anh không có đánh đố gì hết. Vậy thì đó là đề của mình sẽ giống 5 năm trước. Tuy nhiên cũng cho các bạn làm quen ha. Làm quen một xíu thì anh sẽ cho một tình huống lâm sàng. Bạn thấy à, cái dạng đời nó như thế nào. Để mình có một cái nhìn để mình biết mình sẽ làm như thế nào ha. Nói chung đề đánh đố mà để đọc kỹ đó nó chịu. Đây, một tình huống lâm sàng. Nó đơn giản như vậy thôi. Tại vì câu này sẽ trả lời cho nhiều câu khác nhau, chứ một tình huống này sai cho nhiều câu. Cho nên chỉ cần câu đầu tiên các bạn sai thì tất cả còn lại sẽ hết. Đừng có chậm, slide anh cho đó mà. Mỗi chậm. Đọc đi ha. Một bệnh nhân nữ 30 tuổi ở Lâm Đồng làm rẫy, nhập viện vì sốt, bệnh sử là khoảng 14 ngày, 7 ngày đầu thì sốt cao, đau mỏi lên, ăn uống kém, tự mua thuốc không giảm. 7 ngày tiếp theo bệnh nhân còn sốt nên đến bệnh viện tỉnh Lâm Đồng khám. Chẩn đoán là nhiễm trùng huyết rõ có dao, điều trị xét do sốt là kháng sinh Cefepime thế hệ thứ 3, Cefalosporin 23, nhất 5 ngày nhưng không giảm, để
người ta chuyển lên bệnh viện đấy. Thì gan bản thân thì không có ghi nhận gì hết, tuy nhiên đang mang thai 20 tuần, gia đình thì không ai số tương tự, khám thì tính từ tim hồng, tín hiệu thì hiện tại là số 39 độ C, chung khám thì không thấy gì hết, chỉ có gì lưỡi dơ và ổ gượng, được chưa? Lưỡi dơ ổ gượng, được chưa? Cũng đơn giản nha. Câu hỏi thứ nhất, đây là tình huống thực tế bạn, đây là một bệnh nhân thiệt sự. Có thể tổn tay lực sự nằm tại những bên và bệnh nhân rất là may mắn nha. May mắn không phải là đưa lên đây đâu, may mắn của bệnh nhân này hơn lắm, các sức khỏe thấy hơn rồi mà. Đây câu hỏi thứ nhất, chẩn đoán nào sau đây phù hợp? Một, viêm màng não bất cấp, lao nấm nhiễm trùng. B, viêm màng não siêu vi. C, viêm màng não mô. D, sốt rét thế nào? Để làm chọn câu A. Bạn nào chọn câu B? Bạn nào chọn câu C? Bạn nào chọn câu D? Câu C và câu 1 bạn chọn ha. Bệnh nhân này nếu mà viêm não mủ ha, nếu mà viêm não mủ tới 14 ngày là bệnh nhân nó không còn sống nổi rồi. Viêm não mủ là bệnh cấp tính ha, diễn tiến từ cấp tính thôi. Và thông thường tới ngày 7 thì điều trị là bệnh nhân có thể mê và tới ngày 14 thì chết rồi. Câu số khác thế nào thì các bạn gọi là đây ha. Rồi, câu B, viêm màng não siêu vi. Viêm màng não siêu vi là viêm được xếp vô bệnh cấp tính, thường thường giới hạn trong vòng 7 ngày. Bệnh nhân 14 ngày, tức là gì? Thứ nhất là số 14 ngày, thứ hai là có hội chứng màng não, là phổ gửi đúng không? Chứ màng não đó, thì nếu mà viêm màng não thì nó là bệnh cấp. Tại là trên 7 ngày rồi. Được chưa? Thấy không? Thấy câu này sai là thấy đi không? Mà anh nói ra anh đâu biết đâu, các bạn thì sẽ đúng nhỉ? Lần qua đúng nè. Câu này sai thì câu tiếp theo sẽ bất luôn. Câu thứ nè, tiếp theo ha, là người ta sẽ bổ sung thêm. Đây, bệnh nhân được làm xét nghiệm kết quả như sau. Các bạn đừng có lo, các bạn có tới 20 mấy giây để làm một câu được. Cái gì vậy trời? Các bạn sẽ đi trên máy tính. Không có sao, đừng yên tâm đi, đừng có lo lắng. Cho bạn trao đổi thoải mái. Khi lâm sàng cũng vậy á, khi lâm sàng về bàn cũng vậy. Thoải mái cho các bạn trao đổi, bạn hỏi ai thì hỏi, không có ai trả lời, bạn sẽ tốt. Ai biết làm trả lời. Rồi, đúng rồi. Bổ sung thêm thông tin ha. Bệnh nhân được làm xét nghiệm kết quả như sau. Bạch cầu 12.000 mg trên 60%. HCT 36%, tiểu cầu 85. Ví sinh trùng âm, chút rét âm tính, đường huyết là 6 mmol trên lít, quan phổi và sơ phụ bình thường, tổng huyết tính tiểu là liên là bạch cầu là 25 con, cạn láng bạch cầu 1 cộng. Hai bệnh nhân đè ra cặp giò, chắc chắn rồi thì nó viêm màng não nó cấp phải cặp giò. Hai bạn nào mà lỡ sai cái này bật lại câu trước tính lại ha. Nhưng mà đánh người đâu, tại vì thì trên máy là đã qua luôn. Biết rồi, chọc thôi. Đúng rồi, hồi nãy thì đó, nãy là thấy mình đọc bán cấp, hồi nãy thì đó là khi mình đọc bán cấp rồi đó. Thế thì học dò chắc là đi làm bộ sản phẩm lại sai luôn. Sao hơn các bạn sẽ là sai nha. Các bạn suy á, các bạn chọn lại thì vẫn thống kê mà. Thống kê là bao nhiêu câu đó, các bạn chọn lại bao nhiêu lần. Các bạn hãy lộn á. Các bạn thông thường chọn lại sai hết rồi. Chọc gì nó tỉ ha, bạch cầu là 6 con. Tiêu phô 90%, protein là 0,6, gan thì lít, gluco là 4 ha, trên gluco máu là 6 này đó. Nó tận là 2. Sau âm, âm cả vi trùng lao nắm luôn. Trong, cái này quan trọng nè, trong lúc chọc dò não tủy, bác sĩ phát hiện một vết loét đường kính khoảng 1x1cm bệnh bầu dục. Khô có màu đen, không sưng đau ở hông trái bệnh nhân. Bệnh nhân này khai vết loét có trước khi sốt khoảng 1 tuần. Hơn quá bệnh nhân này lúc chọc dò là nghiêng phải, chứ nếu mà nghiêng trái là không hành luôn. Tại nghiêng trái đâu có biết mà. Trong lúc chọc dò không? Cái người chọc giò cũng cắm đầu cắm cổ chọc thôi, cả đứng ngoài anh phải nhưng mà lỡ chọc rồi thì chọc lỡ lấy tiền mà bệnh nhân lỡ lên nếu mà nó nghiêng trái xong luôn thấy không? Đây là tình huống thực tế, bệnh nhân này có thật và tất cả những thông tin đây là xác đồng tâm không khác được thật quá ha, tự nhiên thấy mất bé nhưng mà cũng bị chọc cũng rồi.
mình đọc sai cho con biết là sao. Nhưng mà chưa chắc đúng rồi nha. Em có đáp án vào phần ngữ nè. Không thấy ok. Đó, nãy giờ bạn đã được 60 phút. Thấy là 1 phút để làm 2 câu rồi. Nãy giờ thiệt sự nha. Nhanh mà đâu có gì vậy. Và đứng lo, câu này buồn một tiếng. Nhưng mà để những câu mà dài thì bạn đọc trước và bạn đánh không bao giờ sai. Những câu thì nó ngắn, càng nói không đông càng khó chịu tự động. Rồi, câu thứ ba. Xử trí nào sau đây phù hợp với lời chính này? Bạn nào chọn đó bạn? Đúng ha, chính xác, chọn câu A ha. Câu A thế nào? Câu hai. Câu hai. Câu này cũng bằng tay. Thực tưởng mấy bạn đọc nước không phải bạn bỏ chữ bằng tay mà còn sát trên. Câu này nói máy 80% chọn nghe. Tại vì sao? Không có đọc chữ bằng tay hoặc là quên chữ. Rối quá, cái này mừng quá, thấy đồ xì cũng liền. Có hai thuốc thì phải nhớ. Đâu cần phải suy nghĩ gì đó. Phân biệt. Mình có hai rồi xong rồi khác cho nhanh. Mừng quá, sai luôn. Và bảo bạn luôn tình huống này không có ra được lại đâu. Rồi, các bạn là câu C. Tại vì sao bệnh nhân này hôm nay có quyết định lên chống chỉ là một mặt trên của một mặt thai bất kể tuổi thai càng nào. Cho nên mình sẽ lựa chọn cái thuốc tốt hơn mà an toàn cho thai. Đó là azithromycin. Giữa azithromycin và azithromycin nó có những cái ưu điểm và những cái gì? Thì thật ra ta thấy rằng tới lâm sàng là làm thấy là nếu mà sử dụng oxy thì thời gian chăm sóc của bệnh là khoảng 4-5 phút, còn tại azi cũng xin thời gian chăm sóc của bệnh là 72 phút thì nó chăm sóc của bệnh và rất nhiều ca số mò ở những cái tỉnh khác đã chuyển tới cho bệnh là đã được sản xuất oxy trước đó thì sau đó mình xài azi nó đến thì không có gì nữa. Người ta chưa có bằng chứng về cái xe hay không nhưng mà không hiểu tại sao, không hiểu tại sao thôi nhưng mà mình đang thuốc gì ngang mà. Đó. Cho nên những bệnh nhân đó thường thường qua sẽ xài thuốc xịn cho nó mau hết, không thôi là nó bị dấn thì nào. Rồi coi sơ sơ vậy thôi, các bạn biết là đây là tình huống mà dài nhất mà trong cái đề có thể cho. Không thì cái câu này là câu anh nói rồi, cái tình huống dài nhất mà. Nhưng mà có nhiều tình huống nó cũng là. Nhưng mà tôi được câu này các bạn ha. Rồi thôi. Anh chị thảo luận.